Xin chào mừng tất cả quý vị cùng quay trở lại với Màu Thời Gian cùng với Đồng Lan và chủ đề về những bản tình ca nước Pháp. Lúc nãy chúng ta đã đi qua những đoạn rất đặc biệt của chương trình, nào là sự lãng mạn, nào là sự nồng nàn, và bây giờ là một cái tính từ nữa mà tôi nghĩ cũng rất là Pháp, đó chính là gợi cảm. Lan thì Lan nghĩ rằng vẻ đẹp của người phụ nữ quan trọng nhất ở ba điều: tự tin, độc lập và ngọt ngào. Tôi nghĩ là tôi sẽ bổ sung thêm cho Đồng Lan, đó là tự tin, độc lập, ngọt ngào và hơi có một chút xíu điên điên nữa, thì cái điên sự gợi cảm nó sẽ càng cao hơn. Dạ chết người đó anh. Tôi nghĩ là đàn ông rất là sợ cái chất hơi lãng đãng, hơi quên ngày tháng của những cô gái. Khi mà nói về cái sự gợi cảm thì chắc chắn là chúng ta cũng thấy là trong tình yêu, gợi cảm nó cũng là một trong những cái tố chất để gắn kết. Chắc chắn rồi. Cái nhìn đầu tiên và cái cảm giác đầu tiên, đôi khi là một ánh mắt gợi cảm nó thu hút nhiều hơn là một cái thân hình gợi cảm nữa. Tôi đã kịp đưa một lá thư của khán giả gửi về cho chương trình và xin mời Đồng Lan đọc cho khán giả cùng nghe. Phụ nữ và đàn ông Pháp đều biết cách thu hút ánh nhìn của người khác. Lại nói về ánh mắt. Bằng những cử chỉ và trang phục gợi cảm quyến rũ, anh cũng thế. Paris em yêu và nhớ từng góc phố hàng cây, yêu và nhớ tất cả con người, cảnh vật nơi đây. Nhưng thứ mà em yêu và nhớ nhất đó chính là nụ cười Paris, nụ cười của anh. Wow. Một lần đứng bên anh dưới chân cầu rộng lớn trong buổi chiều thu, em chợt nghĩ về câu nói nổi tiếng của Rick trong Casablanca kinh điển. Yêu xa hỏi chàng, "But what's ours?" Còn chúng ta thì sao? Và Rick trả lời rằng, chúng ta luôn luôn có Paris. Nhưng anh ơi, em chẳng đủ sức mang nụ cười Paris về cho riêng mình. Thế rồi em sợ Paris, sẽ bắt gặp nụ cười ấy một lần nữa. Vậy là nụ cười gợi cảm của chàng trai này lại mang tội với cô gái này rồi. Nhưng cái tội này cũng đáng anh ơi. Trong cuộc đời thì Đồng Lan đã từng bao giờ bị say nắng bởi một cái nụ cười của ai đó chưa? Yêu thì khó, nhưng mà để say nắng và cảm gió thì rất dễ. Lý do mình có một trái tim nhạy cảm, đúng không anh? Và rằng là cuộc đời quá nhiều thứ đẹp đẽ hay ho. Khi mà mình gặp thì mình sẽ có cái xúc cảm và cảm nhận và rung động. Và Lan cho rằng là đừng có mà phải bó chặt cái trái tim mình lại. Mình cứ đón nhận tất cả đi. Bởi vì là mình càng có giàu thêm cảm xúc thì cái tình yêu mà mình dành cho cái người mà mình lựa chọn sẽ càng nồng nàn và càng hay hơn. Nên là em nghĩ không nên ngăn cản điều đó, và chàng trai không hề có lỗi. Chàng trai là một người đã cho cô ấy một ký ức thật là đẹp. Nỗi nhớ, nỗi buồn, thậm chí nỗi buồn cũng đẹp. Là một cái gì rất hay. Nếu như mà quá an toàn thì cuộc đời ta chả có gì để mà nghĩ tới cả. Đúng rồi. Thì rất là nhàm chán, đúng không ạ? Tôi tin rằng không chỉ với Paris, mà ở bất cứ một thành phố nào mà chúng ta sống bằng trái tim lãng mạn thì chúng ta cũng sẽ có những điều rất lãng mạn. Hãy cứ yêu đi, bởi vì tình yêu cho quý vị nhiều hơn những gì quý vị mong muốn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Le parfum de la première nuit inoubliable reste encore quelque part. Redonne-lui ce baiser sucré pour qu'elle retrouve l'instant quand le cœur années passent, pourquoi
rajouté dans sa mémoire. Le temps me rappelle toujours les souvenirs, les vagues remuées. Quand tout se retrouve, le temps mort, elle recherche et la chaleur de ce baiser sucré qui revient dans ses rêves très encore très mêlés. Son gót mềm nhủ lòng.